Chào mừng các bạn quay lại đến với Shokito Hình Trực Tắc. Thế này thì đã có một sự kiện tiếp theo, đó chính là Ojiojuk. Nhưng mà phải chúng ta sẽ mở khóa unlock ngoài office mới nhất, đó chính là Ngon Lục Bảo. Ngon Lục Bảo là office mới, nhưng mà đó là office cũ, đó chính là Sử Trai Phi Hành Siêu Sọc áo phơi màu xanh, áo phơi màu vàng, áo phớt ngon lớp bảo bắt đầu. You want your super power. Chân thiệu của thành phố. Chân thiệu của bãi biển. Chân thượng của thành phố.
Sân thượng của bãi biển. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tạm thời đây. Nếu nào thích video này thì đăng ký kênh của mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo. Biệt.